vì ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chóc sơn. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời